thêm một cái câu chuyện trên trời rơi xuống. Rơi đâu không rơi, tại sao rơi trong nhà của tôi vậy? Thế rơi bất ngờ, một người lạ bỗng làm cha, thì điều gì sẽ xảy ra? Chăm lo các con đến tuổi già, rồi từng ngày phải lo xa. Ôi tôi nghĩ suy sao mệt quá. Có lẽ ông trời chẳng buộc mình phải bỏ rơi, để từng ngày tiếng à ơi bên nhau sống hôm chẳng thể rời. Vì nhà mình là ở đây, nơi sinh các con chẳng phải trời cao. Sẽ mới lên cha dù rằng đôi khi cha hay trách con, cha hay mắng làm. Thế rồi khi ta trong một nhà hiểu lầm thì dừa bỏ qua. Ở đâu đó thế giới quanh ta, hạnh phúc cũng chính là quà. Nào mình cũng sẽ chỉ tình cười hà ha. Mới ở bên cha dù chẳng rời xa, chắc con chúng ta không bao bỏ qua. Vì nơi đây sẽ chính là nhà, có tình yêu thương thiết tha. Và cha sẽ mãi mãi chở che, may mắn sẽ đến. Ai chà, thiệt là ngại quá đi mà. Lẽ ra hôm nay tôi mới là người trực nhật, nhưng mà hai anh em làm hết trơn rồi. Xui á là tại vì hôm nay tôi phải đi coi phim với bạn. Mà xui hơn nữa là tại vì ba tôi với lại dì Linh khuyến khích tôi phải kết giao với bạn mới. Cho nên là ráng chịu cực đi nha, sau này tiếp tục chịu khổ. Bye. Chị Phương sướng quá. Được đi coi phim, em ước gì được đi coi phim giống chị đó. Thôi ngay. Ở đâu thế ạ? Tự nhiên yếu đuối ạ? Chúng ta phải mạnh mẽ lên, để còn chiến đấu với cái hội song nữ diệt sâu bọ đó chứ. Đúng không? Em nghĩ là không đấu nổi đâu anh. Em có 7 tuổi à. Em lúc đưa liên minh đây. Candy ạ, chúng ta phải mạnh mẽ đoàn kết với nhau chứ. Chúng ta là ai? Hội ba con cào cào. Phải mạnh mẽ đứng lên cùng với nhau chứ. Người ta nói đấy, đoàn kết là sức mạnh, hiểu chưa? Cố lên, cố lên, cố lên. Thư khiêu chiến, kính gửi hội song ngữ diệt sâu bọ. Tôi thay mặt hội ba con cào cào gửi đến hội song ngữ diệt sâu bọ một lời thách đấu để giải quyết tất cả mâu thuẫn giữa hai phe chúng ta. Địa điểm và thời gian do hội song ngữ diệt sâu bọ tự chọn. Cam kết sau cuộc đấu này, mọi tổn thất, mất mát, hai phe sẽ tự chịu, không được mách với người lớn. Trời ơi trời, giờ này còn chưa về nữa, lâu quá sợ vậy. Ơ, Đào Đào, Đào Đào, tôi có chuyện nghiêm túc muốn nói với bà, mời bà ngồi. Bà mới về đi coi phim về hả? Phim có hay không? Cũng hay. Có gì không mà sao hỏi dữ vậy? Thì đâu có gì. Mà bộ không đi chơi với bà Phương hả? Mai mới đi. Mà sao bữa nay hỏi dữ vậy? Thì quan tâm. Lỡ chú Tùng hay là dì Linh hỏi, tôi còn biết được trả lời chứ. Có quan tâm thiệt không vậy? Hồi sáng nay hội ba con gào cào của mấy bà còn gửi thư chiến cho tụi tôi mà. Trời ơi đâu có. Ý là tại hai cái người kia thôi, chứ phải tại tôi đâu. Tôi chủ yếu là hùa heo thôi à. Ý lại tôi cũng muốn rời nhóm hội ba con cào cào đó lâu rồi. Đó. Thật ra thì tôi cũng chỉ là tự vệ thôi. Ai kêu hội ba con cào cào của mấy bà cậy đông hiếp yếu. Tôi thấy một phần á là cũng là do tôi hơi sợ, với lại một phần á lỡ nhưng mà chiến rồi tôi hay bà thắng gì nữa thì chú Tùng cũng buồn. Dù gì xét về mặt ADN tụi mình cũng là chị em mà, đúng không? Ừ rồi, có chuyện gì muốn hỏi hỏi nhanh lên. Bà, tôi thấy bà Phương nó ghê gớm lắm nha. Bà không sợ bị phản lại hả? Lỡ một ngày bà hết nghe lời bà sao? Tóm lại là bà muốn hỏi cái gì? Nói chung á là tôi thấy một rừng không thể nào có hai cọp được. Bà nói vậy là sao? Ý bà nói tôi với bà Phương là hai con cọp đó hả? Đâu có.
bà hiểu sai ý tôi rồi. Ý tôi nói là bà hay là bà Phương gì á cũng có năng lực hết trơn á, mà trong một nhóm thì phải có thủ lĩnh đúng không? Nếu như mà về lâu về dài á thì kiểu gì cũng có xích mích à. Ờ ha, bà nói cũng đúng. Dù gì thì hai đứa mình cũng là hai chị em. Cảm ơn bà nha. Bye bye. Đã đến điểm hẹn, gốc cây phượng công viên. Vậy mà sông nữ diệt sâu bọ vẫn chưa xuất hiện. Đúng vậy. Vậy là chúng ta sắp đến với một cuộc chiến chỉ một mất một còn. Cái gì ghê vậy? Ai mất ai còn? Ôi giời đất ơi, giờ này mà còn hỏi câu đấy à? Tất nhiên là chúng ta còn, còn họ mất. Hiểu chưa? À mà Việt Thi này, bà chuẩn bị đến đâu rồi nhỉ? Ông cứ yên tâm, tối qua tôi đã soạn hết tất cả các văn bản mà chúng ta cần. Tốt. Vậy con Candy, em gái của anh, em hãy nói cho anh nghe xem là em đã chuẩn bị cái gì nào. Dạ em đã chuẩn bị rồi. Anh nhìn đi, móng tay em 3 ngày không cắt á. Còn á, sáng nay em còn dứt quyết không đánh răng nữa. Ở dơ vậy? Chứ vậy? Em làm như vậy để bọn họ tới, em cao bọn họ, rồi em cắn bọn họ, cho bọn họ thúi thịt luôn. Ôi thôi, chết tôi rồi. Nó bay lớn mà nó bạo lực quá. Không có được nha. Ở đây chúng ta chiến đấu không phải là chiến đấu vũ lực. Đúng vậy. Đánh nhau gì cả. Mà chúng ta chiến đấu là về trí và lực. Hiểu chưa? Trí lực là cái gì vậy anh? Trí lực, trí ở đây có nghĩa là trí tuệ. Chúng ta sẽ thi nhau đố vui và trả lời. Ừ? Còn lực ở đây là thể lực chứ không phải bạo lực, hiểu chưa? Ừ. Dạ vậy mấy anh chị đợi em một chút nha. Như vậy nữa. Em chạy về nhà đánh răng với lại cắt móng tay. Được rồi. Vậy là mọi thứ đã sẵn sàng rồi hả? Ừ. Chúng ta sẽ đứng vào tư thế chiến đấu. 1, 2, 3. Wow. Gì nữa? Anh sao á, lúc nào mình có tư thế chuẩn bị là như vậy vậy? Thế là em không hiểu rồi, để anh giải thích cho. Ở đây chúng ta cào 3 cái như thế này, có nghĩa là 3 con cào cào. Còn động tác này? Động tác này á, nghĩa là victory, nghĩa là biểu tượng của người chiến thắng. Dạ hiểu rồi. Một lần nữa, chúng ta sẽ vào tư thế chuẩn bị. Giữ dàn lên nhá. 1, 2, 3. Wow. Hey. Trời ơi trời, đứng 30 phút rồi đó, ông đây đứng vậy hoài hả? Anh hai ơi, em mất tè quá à, cho em đi tè đi. Anh không cho là em tè ra quần á. Không được, bây giờ là phải hết sức tập trung, kiên nhẫn chờ đợi. Bây giờ mà mình tập trung là mình hết mắc tè à? Ê, tôi nói ông nghe này nè nha. Giờ ba đứa đứng dậy có giống khủng quá không? Xong kiếm cái ghế nào ngồi đi rồi vô chổng chờ cũng được vậy. Đúng rồi đó, em ủng hộ cả hai tay, hai chân luôn. Không được, hai người phải hết sức tập trung, không được rời bỏ chiến trường. Ở đây tôi là thủ lĩnh, hai người phải nghe tôi. Cái gì? Ủa, anh làm thủ lĩnh hồi nào vậy? Ừ đúng rồi đó, ông làm thủ lĩnh lúc nào mà không, tôi không hay biết gì vậy? À thì chính tôi là người vạch ra kế hoạch để khiến cho hội song nữ diệt trừ sâu bò lục đục của con gì. Ủa, ông nói gì kỳ vậy? Tôi mới chính là người dạo này cung phụng bà Đào, thuyết phục bà Đào. Bà mới có thể rã hội với bà Phương được chứ. Thế bây giờ là bà có thấy hay là chắc chắn là bà Đào Đào với bà Phương đã rã nhóm rồi? Ồ, thì tôi nghĩ vậy. Tại vì dạo này bà Đào Đào có nói chuyện với bà Phương nữa đâu. Thôi, hai anh chị đừng có cãi nhau nữa. Người làm cho đội song nữ diệt trừ sâu bọ tan rã chính là em nè. Cái gì? Trời, cái bà Đào Đào này cũng chịu khó selfie phết đó chứ. Ngày nào cũng đăng 2-3 tấm, làm như không đăng là không ăn ngon vậy đó. Ủa mà sao cái bà này cũng ngộ nha. Cứ ai thả phẫn nộ một cái là tự nhiên unfriend người ta à. À, hôm bữa mới mua cái áo mà quên khoe bà. Bà để lên kiếm.
phẫn nộ nè, cho hai người hết là bẻ luôn. Phẫn nộ nè. Nếu mà hôm đó em không lấy điện thoại của chị Phương, em thả phẫn nộ hình chị Đào, thì bây giờ hai người đâu có xích mích với nhau. Trời ơi, ông thấy em gái của ông chưa? Nó còn ghê hơn tôi nghĩ nữa. Em mới có bay lớn, mới có 7 tuổi thôi á. Làm sao mà lanh như thế được? Một người thủ lĩnh tốt á, là người ta phải có tài, có đức. Mà em không có gì hết á, anh mới có này. Anh mới là thủ lĩnh tốt. Cái gì? Hai người là hai anh em cho nên mới giống nhau. Tôi mới là người có khách quan để có thể làm thủ lĩnh nè. Chị mới làm thủ lĩnh. Anh chị đừng có nghĩ lớn, anh hiếp em nha. Em có công nhiều nhất, em mới là thủ lĩnh. Không có đâu, anh mới là thủ lĩnh nè. Tôi mới là thủ lĩnh. Anh là thủ lĩnh nè. Không có cãi nữa, không ai làm thủ lĩnh hết. Hội ba con cào cào chính thức, tan rã. Ôi, hơi quá, em đi tè đây. Đúng là gậy ông đập lưng ông. Tưởng mấy cái trò này có thể qua mắt được tụi mình, nhưng mà đâu có dễ đâu. Cái con mén Candy cứ nghĩ là nó qua mắt được tôi hả? Phẫn nộ nè, cho hai người hết là bẻ luôn. Phẫn nộ nè, cho hai người hết là bẻ luôn. Phẫn nộ, bây giờ ai phẫn nộ ai? Cái này không cần đánh mà thắng mới là diệu kế. Trận này chúng ta end game được rồi đúng không nào Đào? Yeah, chúc mừng chiến thắng nha, đồng minh tốt. Trời ơi, đến bây giờ tôi mới thấy bà cười luôn á. Mà công nhận bà cười đẹp ghê. Thiệt không? Thiệt. Bà thử cười lại lần nữa cho tôi coi. Thôi đi, năn nỉ á, cười đi. Thôi đừng cười nữa. Mời ơi, chẳng rời xa cho con chúng ta.